Việc audio xin gửi lời chào toàn thể anh em. Ngay bây giờ anh em nào chưa đăng ký kênh của em, vui lòng anh em hãy nhấn nút đăng ký phía bên dưới cái nút đỏ đó anh em, để anh em có thể là cập nhật nhanh nhất những clip mới, những video mới mà em làm để chia sẻ đến với anh em. Anh em có thể kết bạn Zalo, Facebook qua số điện thoại 0963 72 1519 để anh em có thể là xem những cái bài đăng, những cái đôi lo, những cái chiếc âm ly mà anh em yêu thích. Và anh em hãy mở điện thoại mình ở chế độ theo dõi để chúng ta theo dõi những cái bài đăng, những clip của em. Giờ này bên ngoài trời cũng có mưa lông gông nên anh em có nghe tiếng độ. Hôm nay em sẽ tiếp thị sơ bộ đến anh em đôi lo JBL. Thì đầu tiên sẽ mở cái căn. Anh em thấy cái căn là rất là đẹp ha. Lo JBL 3900. Trợ kháng là 8 ôm. Mỹ nồi nha anh em. Đồ này Mỹ nồi, thùng thì rất là đẹp. Bát có đường kính là 20. Lo chung khoảng 12 và lo chép titan nhôm. Thì cái chép này kêu rất là hay, rất là tuyệt vời nha. Thì em sẽ đo cái chiều cao của cái đầu lo này cho anh em xem. Cao của em này là 80 và ngang là 27 năm, chiều sâu là 24 năm. Rồi đó là kích thước của đôi lo. Để em quay góc cạnh cho anh em xem cái đôi lo này. Đây, và bây giờ anh em xem góc cạnh nha. Tình trạng đẹp tuyệt vời nha anh em. Thùng vân gỗ cũng rất là đẹp, góc cạnh không bể không nở. Đẹp, long lanh xuất sắc. Đẹp xuất sắc nha anh em. Rồi. Thì em đang đánh em này với chiếc âm ly Magan 6001. Thì ngay bây giờ em sẽ mở nhạc và test cho anh em nghe thử một đoạn. Đôi lo này thì em chia sẻ đến với anh em với giá là, với giá của đôi lo này em chia sẻ đến với anh em là 5 triệu đồng, không bao phí ship, không ship COD. Anh em lưu ý đây là giá chuẩn nha, 5 triệu đồng. Thì anh em biết những cái đôi lo như thế này thì giá 5 triệu mà nó quá rẻ, bao nhiêu tuyệt đối cho anh em nha. Rồi, thì giờ, bây giờ em sẽ test nhạc cho anh em nghe một đoạn. Em sử dụng nguồn nhạc trên kênh YouTube. Chiếc âm ly này anh em nào có lấy thì em bán với giá là 4 triệu đồng. Oh,
Cảm ơn em, chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.